khi môi trường sống đã quá khắc nghiệt, con người phải cố tự cứu lấy bản thân. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều tham gia và được dẫn đầu bởi Trung Quốc và Mỹ lập ra một dự án kiểm soát thiên tai. Các nhà khoa học sẽ tạo ra một mạng lưới vệ tinh để kiểm soát các yếu tố khí áp, nhiệt độ và lượng nước trên bề mặt hành tinh và ngăn chặn thiên tai tới với hành tinh xanh 100%. Họ đặt tên mạng lưới này là Cậu bé Hà Lan, dù đây là phim Mỹ. Và điều quan trọng hơn là người đứng đầu phụ trách dự án là một người Mỹ, tên là Jack Dawson. Một thời gian sau khi cậu bé Hà Lan được đưa vào hoạt động, trái đất giờ đã an toàn. Người dân trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng Jack lại vướng phải một vấn đề pháp lý của chính quyền. Anh bị buộc tội kích hoạt cậu bé Hà Lan khi chưa được cho phép. Một điều không mấy xa lạ của các nhà lãnh đạo tư bản, họ đưa ra những cáo buộc tào lao đổ lên đầu Jack và bắt anh phải nghỉ việc. Mọi công lao xây dựng cậu bé Hà Lan được chuyển sang cho nước Mỹ và trong 3 năm nữa, cậu bé Hà Lan sẽ được trao quyền điều khiển cho cả thế giới như một động thái chia sẻ nhân đạo của Mỹ đối với nhân loại. Mà ai cũng biết là dùng làm chiêu trò chính trị. Ý kiến của Jack giờ có mỗi đầu gối anh nghe. Em ruột của anh là Max là một quan chức, cũng chỉ đành bảo là sẽ tìm cách giúp anh. Nhưng Jack bảo có làm thì mới có ăn. Tôi làm việc quá 12 tiếng một ngày, ăn cá đóng hộp nêm với mồ hôi, nhiều khi bồn đái không dám đi. Thế mà công trạng giờ của chính phủ Mỹ hết. Đấy là điều không thể nào chấp nhận được. Và sự hy sinh của Jack đã mang lại cho anh phần thưởng là một kỳ nghỉ ngắn hạn kéo dài cho đến khi anh qua đời. Anh bị tước hoàn toàn quyền sờ vào cậu bé Hà Lan. 3 năm sau, tại một hoang mạc ở Afghanistan, quân đội phát hiện một ngôi làng cùng toàn bộ người dân đã bị đóng băng. Quân đội nghi ngờ đây là do cậu bé Hà Lan gây ra. Và thế là một cuộc họp quốc hội Mỹ được triệu tập. Chỉ còn vài tuần nữa, cậu bé Hà Lan sẽ được trao quyền điều hành cho thế giới. Và họ không thể đưa ra một sản phẩm bị lỗi nguy hiểm như thế này. Thế nên Tổng thống Mỹ cần một người có thể sửa chữa được cậu bé Hà Lan. Ông giao việc cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tên Đách Cầm. Và ông Đách Cầm này lại giao việc cho Mike cho đúng quy trình. Và Mike đi tìm Jack để đi sửa lại cái lỗi mà đáng lẽ ra không xảy ra nếu như họ không đuổi việc anh. Mike tỏ ra cực kỳ kiên quyết trong việc đồng ý, vì anh đã chờ cái lời mời này quá lâu rồi. Anh vẫn luôn canh cánh về cậu bé Hà Lan chưa dứt ra được. Trong khi đó, ở trên trạm không gian quốc tế, công việc vẫn diễn ra đều đặn và chưa có ai biết được sự cố do cậu bé Hà Lan gây ra cho trái đất vừa qua, ngoại trừ một anh Ấn Độ. Anh định tìm hiểu một chút thông tin về chiếc vệ tinh ở Afghanistan để điều tra, thì bỗng nhiên khoang tàu mở bung ra, đưa anh Ấn Độ về với thần Shiva. Vẫn là trong khi đó ở Hồng Kông, một anh làm ở cục khí tượng Thái Bình Dương tên Long cố thâm nhập vào vệ tinh ở vị trí Afghanistan để điều tra, nhưng lại bị từ chối truy cập. Anh đành ra ngoài đường mua ít đồ ăn, thì nhiệt độ ngoài trời đột nhiên tăng lên rất cao. Boy hệ dung nham thổi tung một con phố. May mắn là Long vẫn sống sót. Anh nhận thấy có mùi không ổn từ cậu bé Hà Lan. Đây không phải là do sự cố, mà có vẻ là một thế lực ngầm nào đó đang đứng đằng sau, cố tình điều khiển cậu bé Hà Lan để tấn công trái đất. Và người phát hiện ra là hai người châu Á. Chả có gì bất ngờ cả. Long sau đó gọi cho Max, nói cho anh biết về những nghi ngờ của mình, rằng có kẻ đang cố chặn những người điều hành truy cập vào vệ tinh để lấp liếm tội ác. Chưa kịp nói gì thêm thì FBI open up. Một đám người đến tìm Long không phải để tặng giỏ quà. Và Long quyết định đến Mỹ để tìm gặp Max trực tiếp cho dễ trao đổi. Ở một diễn biến khác, Jack đã trở lại NASA và bay lên trạm không gian quốc tế để thực hiện công cuộc sửa chữa cậu bé Hà Lan. Tại đây anh gặp bà khoa học gia trưởng người Đức. Bà Đức sau đó dẫn Jack đến gặp nhóm của mình, những người tài năng nhất trên trạm, đến mức họ không biết người đã tạo ra cái công việc của họ hiện tại là ai. Chị Jaren, kỹ sư kết cấu. Bóng ma anh Quốc, phân tích viên. Anh Mễ, chuyên gia robot. Anh Phí Đũ, phụ trách liên lạc vì tiếng Pháp là tiếng của tình yêu. Giới thiệu xong chưa? Xong rồi. Đi làm việc, đừng nghĩ ra ngoài vũ trụ là thoát khỏi tư bản. Jack sau đó bắt đầu cùng các đồng nghiệp rà soát các vệ tinh để tìm ra lỗi. Còn ở dưới mặt đất, Max bắt đầu điều tra về sự cố vệ tinh ở Hồng Kông theo lời Long. Anh tìm đến một cô hacker tên Dana. Sau một loạt hình ảnh hack máy tính và đoạn thoại mà bạn không cần hiểu, Dana phát hiện ra vệ tinh bị lỗi do có người nhúng tay vào. Mai biết chuyện và call video cho Jack, nói với anh về chuyện truy cập vệ tinh bị lỗi. Và dưới mặt đất bây giờ không thể làm gì cả. Jack cũng đã nhận ra điều gì đó và anh sẽ tiếp tục tìm hiểu về vệ tinh bị hỏng từ đây. Sau đó Jack cùng đội của mình đi điều tra về vệ tinh Hồng Kông, thì đột nhiên cần điều khiển bị trục trặc, ngoe ngoẩy khắp nơi và phá hỏng mất vệ tinh Hồng Kông. Mọi thông tin truy cập đều bị phá hủy. Anh Phí Đũ nhảy ra kế hoạch B. Trong lúc anh Ấn Độ bị bay ra ngoài không gian, một trong những tấm bảng dữ liệu ở đó vẫn còn đang mắc kẹt trên trạm. Jack và bà Đức tự mình bay ra để lấy tấm bảng dữ liệu. Nhưng trên đường trở về, đột nhiên bộ đẩy của Jack gặp trục trặc. Anh xoay như đang cắt kéo, cày như cày ruộng, và buộc phải vứt bỏ tấm bảng dữ liệu để cứu sống bản thân. Bất ngờ hơn là Jack vẫn kịp lấy tấm bảng dữ liệu nhưng anh giấu đi, vì nghi ngờ trong đội có kẻ phản bội. Bà Đức bảo cô rất hiểu đội của mình và chắc chắn là họ không phản bội. Nhưng khi có ai đó nói câu đấy ra thì y như rằng là có kẻ phản bội. Jack và bà Đức cùng nhau truy xuất dữ liệu,
Nhưng một lần nữa dữ liệu lại bị lỗi và Jack không có quyền truy cập. Mọi thứ lại đi vào bế tắc. Nhưng ít nhất Jack hiểu ra kẻ đứng sau chắc chắn là một cán bộ cấp cao trong chính quyền. Anh liền gọi cho Mai, người đang vừa trải qua một chuyện kinh hoàng. Khi anh vừa mới gặp Long thì Long đã bị ám sát và chỉ kịp chăn chối về một dự án tên là Zeus. Jack sau đó gợi ý cho Mai bằng một đoạn mã về kẻ tình nghi. Mai cùng Dana giải mã và hiểu ra mình cần phải làm gì. Tuy nhiên dự án Zeus là thông tin tuyệt mật của Nhà Trắng và họ không thể nào hack được. Thế là Mai nhờ bạn gái của mình là Sarah thuộc đội vệ binh bảo vệ tổng thống cho mật khẩu. Sau một hồi thuyết phục, Sarah cho Dana mật khẩu. Dự án Zeus được phơi bày ra trước mặt. Có kẻ muốn sử dụng cậu bé Hà Lan làm vũ khí tấn công nhân loại bằng cách kích hoạt thiên tai trên toàn bộ trái đất và tạo thành một siêu bão địa cầu. Jack cũng tiếp tục điều tra và anh biết được trước khi chết, anh trai Ấn Độ đã để lại một bảng dữ liệu của vệ tinh Afghanistan trong tủ đồ. Anh và bà Đức đi tìm gặp ngay anh Phí Đũ đã chờ ở đây từ trước. Và anh Phí Đũ đã ở đây lúc anh Ấn Độ đi vào, nên là anh phục ở đây để chờ xem kẻ ám sát anh Ấn Độ có đến mà lấy thông tin hay không. Sau khi biết tất cả đều trong sạch, Phí Đũ chỉ cho Jack tấm bảng và Jack lại đi tìm Mai. Nghe cứ như Raiden phải đi gặp các Elder God khi có chuyện vậy. Hai anh em lật bài ngửa với nhau và quá rõ mọi chuyện. Cách duy nhất để xóa quyền truy cập của kẻ thù ác là khởi động lại cậu bé Hà Lan. Và cách duy nhất để làm điều đó là cần phải có mã hủy của Tổng thống. Nhưng mọi thứ không hề dễ như vậy. Vì Jack nghi Tổng thống là kẻ thù ác. Ông ta không hề muốn trao cậu bé Hà Lan cho thế giới và muốn Mỹ trở thành chúa trời điều khiển thời tiết. Mai đành phải nhờ Sarah đánh lạc hướng Tổng thống và anh sẽ trộm mã hủy, nhưng họ cần phải nhanh lên. Vì tên thủ phạm đã bắt đầu kích hoạt siêu bão địa cầu, hàng loạt thiên tai từ mưa đá, sóng thần, kỷ băng hà, lốc xoáy đổ bộ lên trái đất. Các khoa học gia trên trạm không thể nào điều khiển được các vệ tinh. Họ chỉ còn cách cho cái vệ tinh này đâm vào cái vệ tinh khác để chữa cháy kịp thời. Nhưng có quá nhiều vệ tinh và các cơn bão thì càng lúc càng nhiều hơn. Chúng sẽ tạo thành một siêu bão thổi tung trái đất. Trong lúc đó, Mai bị phát giác chuyện nói dối để tiếp cận Tổng thống bởi Bộ trưởng Deckham, buộc Mai phải kể mọi chuyện với ông ta. Deckham tin Mai rằng Tổng thống là kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng không thể lấy mã hủy được vì Tổng thống chính là mã hủy sống. Deckham hẹn Mai sẽ đưa Tổng thống ra nơi vắng vẻ và trấn áp ông ta, nhưng thực ra là để thủ tiêu Mai. Vì Deckham chính là kẻ đứng sau chứ không phải Tổng thống, Mai may mắn trốn thoát và tìm đến Sarah để nói với cô hãy bảo vệ Tổng thống, vì nơi tiếp theo mà cậu bé Hà Lan tấn công chính là nơi này. Nếu Tổng thống chết, mã hủy cũng bị hủy nốt và sẽ không còn gì có thể ngăn cản cậu bé Hà Lan. Sarah sau đó giả vờ làm khủng bố và đưa Tổng thống đi. Mai giải thích mọi chuyện cho Tổng thống và nói về kế hoạch giết các ứng viên cho kỳ bầu cử Tổng thống tiếp theo của Deccan. Ba người trên xe tẩu thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng Deccan đã chặn đường ra của họ. Hắn bắn nổ tung xe của Tổng thống, nhưng ông ta đã ra ngoài từ trước. Hắn ta giải thích lý do làm thế là để Mỹ trở thành chúa của trái đất và tất cả các nước khác phải tôn sùng Mỹ. Nghe cũng hợp lý phết. Nhưng phim này nhân văn nên Mỹ sẽ trao nó lại cho nhân loại. Mọi chuyện ở dưới đất đã xong, nhưng ngoài không gian thì khác. Jack phát hiện ra rằng anh Lợn là kẻ đứng sau mọi chuyện, vì nó là thằng coder duy nhất đỗ IT1 bách khoa, nên nó có thể đưa virus vào hệ thống mà không ai biết. Một trận chiến nổ ra. Jack dùng Vịnh Xuân Quyền, còn thằng anh dùng súng lục quyền. Bằng một cách nào đó, Vịnh Xuân Quyền chiến thắng và thằng anh ra đi. Nhưng trước khi đi, hắn đã cài một lệnh tự hủy cho trạm không gian, toàn bộ nhân viên sơ tán. Nhưng Jack phải ở lại để nhận mã hủy của Tổng thống và khởi động lại cậu bé Hà Lan. Có nghĩa đây là một cảnh hy sinh rất cảm động đấy, nên là các bạn lấy khăn giấy đi. Jack một mình khó mà sử dụng được mã hủy, nhưng may mắn bà Đức đã quay lại và giúp anh. Hai người dừng được cậu bé Hà Lan, mọi thiên tai trên trái đất dừng lại. Nhưng cũng đồng nghĩa là họ phải hy sinh cùng trạm không gian. Tuy nhiên đây là phim chứ không phải là giả lập trở thành phi hành gia, nên họ sống sót và kịp chui vào một chiếc kén cứu hộ chỉ để chờ tàu đến cứu. Mọi người dưới trái đất hồi hộp chờ đợi một kết quả đã biết chắc chắn sẽ xảy ra, là Jack không thể nào chết được và anh trở về nhà an toàn. Thế giới đã bình yên trở lại. Sau khi sửa chữa lại, cậu bé Hà Lan được coi là quyền sở hữu của cả nhân loại. Từ dân, do dân và vì dân. Không một ai có quyền được làm chủ một sản phẩm cực kỳ im ba đến thế cả. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong siêu bão địa cầu. Chả biết mấy ông ở bên Mỹ có đang nghiên cứu một cái máy nào giống như trong phim hay không. Nhưng tình hình thiên tai thì đang ngày càng trầm trọng hơn. Băng tan, nước biển dâng, bão lũ lở đất. Và con người đang không ngừng làm tình hình tệ hơn. Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Đã có quá nhiều người dân, chiến sĩ phải hy sinh mỗi đợt thiên tai ập đến Việt Nam. Mùa bão đến rồi. Mong sao cho mọi miền Tổ quốc phải thật can đảm để vượt qua những khó khăn chẳng may ập tới với quê hương mình. Và tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.